Bây giờ chúng ta đi vào ví dụ đầu tiên, tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 15 cm, chiều rộng là 9 cm và chiều cao là bằng 7 cm. Vậy chúng ta sẽ có dài biết, rộng biết thì chúng ta sẽ tính được chu vi đáy, và chiều cao biết nữa thì chúng ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao thì chúng ta sẽ có diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Vậy chúng ta sẽ có diện tích xung quanh. Tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là hình hộp chữ nhật đó là muốn tính diện tích xung quanh của hình chữ hộp chữ nhật, chúng ta lấy chu vi đáy. Chu vi đáy là lấy chiều dài là 15 cộng với chiều rộng là 9 và nhân với 2 và nhân với chiều cao, lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Chiều cao là bằng 7, vậy chúng ta lấy 15 cộng 9 sẽ bằng 24, nhân 2 là 48. 48 nhân với 7 thì bằng 336. Và đây tất cả đơn vị là cm, cho nên ở đây là cm vuông. Vậy chúng ta trả lời đáp số diện tích xung quanh của cái hình hộp chữ nhật đó là bằng 336 cm vuông.